Chào mừng các bạn đã trở lại với lực tin học. Thì ở video lần trước mình đã hướng dẫn các bạn giải bài tập số 9. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn giải bài tập và thực hành số 10 của chương trình tin học 12. Thì ở đây, ở bài tập số 10 này, người ta sẽ cho mình một cơ sở dữ liệu quản lý kỳ kiểm tra chất lượng môn toán gồm có 3 bảng như sau: bảng thí sinh, bảng đánh phách và bảng điểm thi. Bây giờ yêu cầu đặt ra thì bảng thí sinh thì ta có thấy được đó là gồm có số mẫu danh, số thứ tự, số mẫu danh, họ tên, ngày sinh, trường, sẽ chứa thông tin của thí sinh. Còn bảng đánh phách sẽ chứa số thứ tự, số mẫu danh, phách. Còn bảng điểm thi sẽ chứa số thứ tự, phách và điểm. Thì ở đây bảng thí sinh sẽ được niêm yết cho thí sinh, tất cả thí sinh đều biết. Còn bảng đánh phách thì chỉ có người đánh phách và chủ tịch hội đồng thi giữ. Thì bảng đánh phách này sẽ được giữ bí mật. Còn bảng điểm thì sẽ cho người giáo viên chấm thi, chấm điểm và sẽ ghi điểm tương ứng với phách. Thì cái ba bảng này sẽ đảm bảo được cái tính bảo mật cho kỳ thi. Tức là giáo viên chấm thi thì không biết bài thi của ai mà chỉ biết số phách thôi. Còn chủ tịch hội đồng của thi thì biết số phách là số mẫu danh của ai nhưng mà không có chấm thi. Bây giờ yêu cầu của bài thứ nhất là em hãy chọn khóa cho mỗi bảng trong cơ sở liệu và giải thích sự lựa chọn đó. Thì đây mình sẽ chọn khóa cho ba bảng này. Thì mình để ý bảng thí sinh thì mình có thể chọn số mẫu danh làm phách. Số mẫu danh mình có thể chọn số mẫu danh làm khóa. Tại vì mỗi thí sinh sẽ có một số mẫu danh khác nhau. Còn bảng đánh phách thì mình có thể chọn số mẫu danh hoặc phách làm khóa cũng được. Tại vì cả số mẫu danh và phách nó đều là duy nhất cho mỗi thí sinh, và nó không có được trùng cũng như là không được để trống. Còn bảng điểm thi thì ở đây mình sẽ chọn phách làm khóa, bởi vì phách nó sẽ vì phách nó cũng là duy nhất không có bị trùng, nó bị trùng như đó mình có thể chọn nó làm khóa là được. Và số 2, hãy chỉ ra mối liên kết cần thiết của ba bảng để có được kết quả thi thông báo cho thí sinh. Thì mình sẽ chỉ ra được liên kết giữa ba bảng này như thế nào. Thì ở đây mình sẽ thấy bảng thí sinh sẽ liên kết với bảng đánh phách thông qua trường số mẫu danh, và bảng phách sẽ liên kết với bảng điểm thi thông qua trường phách. Thì thông qua cái liên kết này mình có thể biết được thí sinh đó được bao nhiêu điểm, được bao nhiêu điểm. Ví dụ như mình sẽ thấy người là Lê Như Bình nè, số danh là HA11, thì mình tra vào bảng đánh phách thì sẽ biết được phách là S27, và tra vào bảng điểm thi sẽ biết được là người này được 6 điểm. Thì đó là dựa vào liên kết. Thì ở đây mình sẽ có bảng chính, đây chính là bảng đánh phách và bảng tham chiếu sẽ là bảng thí sinh và bảng điểm thi. Khi nó nhập dữ liệu thì thông thường thì mình phải nhập dữ liệu cho bảng tham chiếu trước, tức là nhập bảng thí sinh và bảng điểm thi cho mình sẽ mới được nhập dữ liệu cho bảng đánh phách. Bài 3 là hãy dùng hệ quản trị cơ sở liệu set để làm công việc sau. Tức là mình sẽ tạo công cơ sở dữ liệu nói trên gồm có ba bảng này, rồi sau đó mình sẽ tạo sau mình sẽ đưa ra kết quả thông báo cho thí sinh, rồi đưa ra kết quả thi theo trường và kết quả thi của toàn tỉnh theo độ giảm dần của điểm thi. Tức là mình sẽ đưa ra ba cái báo cáo ha, ba cái report. Bây giờ mình sẽ tiến hành tạo cơ sở dữ liệu này trên đoạn set. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động bằng set lên ha. Rồi mình sẽ tạo một cơ sở dữ liệu mới lên desktop database. Rồi mình sẽ đánh tên cơ sở dữ liệu vào đây, ví dụ như mình đánh vô đây là quản lý thi. Rồi có thể chọn vị trí lưu ở đây ha, như sử như mình lưu vào đi e, rồi chọn ok, chọn create. Ở đây mình sẽ tạo dữ liệu cho ba bảng. Thì ở đây mình có thể xác định kiểu dữ liệu của ba bảng này. Mình xác định kiểu dữ liệu ba bảng này thì bằng cách là mình sẽ nhìn vào đây. Ví dụ như số thứ tự là cái sự thì mình sẽ cho nó tự động nhảy, thì mình có thể chọn là two number. Còn số mẫu danh thì nó có cả chữ lẫn số, do đó mình sẽ chọn là kiểu test. Còn họ tên thí sinh thì cũng nhất định tất nhiên sẽ là kiểu test. Ngày sinh thì là day time.
trường cũng là kiểu test. Số thứ tự ở dưới này mình có thể chọn là tô number, cũng là tô number. Rồi số vô danh mình có thể chọn là cương đương trên này cũng là test ha. First này nó cả số lẫn chữ, cái đó mình cũng phải chọn nó là test ha. Rồi first, rồi tương tự bên đây, ở đây chỉ có điểm mình sẽ chọn là number ha. Rồi bây giờ mình nhập dữ liệu, mình sẽ tạo bản bản này như sau. Rồi mình vào React, mình chọn Table Design. Giờ mình sẽ bắt đầu tạo ha. Thứ nhất là số thứ tự nè. Rồi mình sẽ tạo cái bảng thí sinh trước ha. Số vô danh, họ tên, thí sinh. Thì ta thấy trong sách là nó đánh là cái bảng là có dấu, nhưng mà khi mình nhập vào cái dữ liệu thì mình nên đánh nó không có dấu ha. Ví dụ đây mình đánh là họ tên. Rồi mình sẽ đánh nó không dấu. Như đây mình là họ tên. Rồi ở đây mình sẽ chọn là ngày sinh ha. Ngày sinh. Rồi trường. Rồi thì số danh này mình có thể chọn number hoặc auto number. Nếu mình chọn number thì mình phải nhập tay vô. Mình chọn auto number mình khỏi phải nhập ha. Khỏi phải nhập bằng, nó sẽ tự động nhảy số cho mình. Rồi số danh test, họ tên test. Ngày sinh thì chẳng là day time. Trường. Trường này là cũng là test. Và nếu như người ta muốn cho nó hiển thị tiếng Việt thì mình có thể trong cái phần caption phía dưới này mình có thể đánh tiếng Việt vào để cho nó hiển thị cái bảng tiêu đề của các bạn là tiếng Việt ha. Ví dụ như họ tên thí sinh, nhưng mà bản chất của nó vẫn tên trường, nó vẫn là họ tên này. Và ví dụ như đây mình cái caption dưới này mình đánh là ngày sinh để cho nó hiển thị từ cái tiếng Việt ha. Tương tự trường mình sẽ đánh ở dưới này caption của nó, và mình sẽ chọn khóa chính là số vô danh, chọn granny key. Và mình sẽ lưu các bạn lại. Đây là bảng thí sinh ha, bảng thí sinh. Rồi ok, tương tự mình sẽ vào React, mình chọn tiếp à. Mình chọn tiếp table design. Rồi ở đây mình sẽ tạo tiếp là bảng đánh phách, rồi có trường là số thứ tự, rồi số vô danh, rồi số thứ tự mình cũng chọn là auto number. Số vô danh thì mình sẽ chọn cũng là test ha, phát cũng là test. Bởi vì nó có cả chữ lẫn số. Rồi mình sẽ chọn số vô danh làm khóa luôn. Phát ở đây trong cái phần caption như này mình có thể chọn của nó tính là có dấu ha. Rồi mình lưu lại. Đây là bảng đánh phát. Rồi ok. Rồi tiếp tục mình vào React, mình chọn tiếp table design. Rồi mình sẽ tạo tiếp bảng điểm thi là cũng là số vô danh. Rồi phát điểm. Rồi đây mình chọn tiếp cũng là auto number. Rồi phát là test, điểm mình sẽ chọn là number. Điểm này thì nếu như nó là số thập phân thì mình sẽ chọn decimal ở đây. Còn nếu không số nguyên thì mình cứ giữ nguyên. Rồi ở đây mình đây chọn còn caption của nó như này là phát ha. Rồi điểm thì mình caption như này mình cũng chọn là điểm thi cho nó hiển thị, ta sẽ chọn là điểm cũng thôi. Rồi mình chọn phát làm khóa, rồi mình lưu lại bảng này là bảng điểm thi. Ok, thế này xem như mình đã được ba bảng. Đánh phát, điểm thi và số danh. Bây giờ mình sẽ xác là định cái liên kết cho ba bảng này, xác lập liên kết cho ba bảng này ha. Rồi mình sẽ đóng nó lại. Rồi mình vào về Database Tool, rồi mình chọn Relationship, rồi mình sẽ lấy ba bảng này ra. Add Low. Bây giờ mình sẽ liên kết cho ba bảng này. Rồi bây giờ ta sẽ liên kết từ bảng điểm thi sẽ qua bảng đánh phách thông qua trường phách à.
Ở đây thì mình có thể chọn liên kết ràng buộc hoặc không tỷ mình nha. Sử để mình chọn ràng buộc. Rồi tương tự bên đây mình có thể chọn số bên đây và liên kết số bên bên đây. Rồi mình có thể chọn ràng buộc ha, rồi chọn create. Rồi thì ta thấy nè, cái quan hệ này là một một nhiều, còn bên đây là một một nha, một một. Rồi thì ở đây có nghĩa là một một cái phương pháp bên đây thì đương nhiên mò nhiều cái phát bên đây, nhưng mà thực tế ra thì nó vẫn là một một. À, giống như đây số bao nhiêu, một cái số bao nhiêu bên đây tương ứng với một số bao nhiêu bên đây. À, rồi ở đây thì mình có thể chọn luôn cả phát làm khóa luôn cũng được. À, tức là cả hai nó, nhưng mà đây mình chọn một cái cũng được, chọn cả hai cái cũng được. Sau khi tạo liên kết cho ba bảng, bây giờ mình sẽ tiến hành nhập dữ liệu cho ba bảng này ha. Rồi mình tạo đóng này lại, đóng liên kết lại, mình sẽ nhập dữ liệu cho bảng thí sinh trước. Rồi giờ là HA10. Đến đây là xem như chúng ta đã nhập xong 4 bảng ghi. Thì chúng ta để ý rằng thì đối với cái trường số thứ tự thì tự động sẽ nhảy số ha. Mỗi khi mình nhập thêm một bảng ghi mới tự động nó sẽ nhảy số. Và mình không cần phải nhập cho cái số thứ tự. Và các bạn lưu ý là các bạn cũng có thể chỉnh sửa được cái chuyện số thứ tự ha. Rồi, các bạn có thể nhập thêm 6 bảng ghi nữa. Ở đây thì mình chỉ nhập 4 bảng ghi thôi. Bây giờ giả sử mình nhập tiếp dữ liệu cho bảng đánh phách. Sẽ có báo lỗi nè, là do mình đã thiết lập liên kết ở bảng điểm thi. Ở đây bảng điểm thi nó chưa có cái phách này, do đó mình nhập vô thì nó sẽ không cho mình nhập ha. Rồi giả sử mình đóng cái bảng này lại, bây giờ mình sẽ quay vào bảng điểm thi, mình nhập cho bảng điểm thi trước. Rồi sau đó nhập điểm thi xong mình quay lại bảng đánh phách ha. Thì bên đây mình sẽ lưu cái bảng sẽ lưu cái bảng điểm thi lại ha. Rồi giờ đây 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 thì mình đã nhập được ha. Rồi tương tự rồi xem như mình đã nhập xong 4 bảng ghi thì các bạn có thể bổ sung thêm cho đủ 10 bảng ghi. Rồi thì đó là cái nội dung, đó là cách để ta tạo ba bảng và cho cơ sở dữ liệu này. Bây giờ mình sẽ tạo kết quả để thông báo cho thí sinh. Thì đây chính là mình sẽ tạo ba cái report cho nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào React, mình chọn report visa. Rồi mình sẽ lấy ra thí sinh. À, sẽ lấy ra các thông tin của thí sinh, số báo danh, họ tên, rồi ngày sinh, rồi trường. Sau đó mình sẽ lấy tiếp bằng điểm thi, mình chỉ lấy ra điểm thôi. Rồi chọn nét tới. Rồi ở đây thì mình sẽ giữ nguyên như thế này nha, mình không có nhóm, chọn nét tới. Rồi nên mình chọn nét luôn. Rồi nét đây mình để đây là kết quả thi ha. Đây là kết quả thi. Rồi chọn finish. Rồi ta thấy nè, nó sẽ ra kết quả thi, số báo danh,
số thứ tự, số bức danh, họ tên, ngày sinh, trường. Rồi ta thấy do cái phần lo lúc đầu mình đã chọn caption gì đó thì ta thấy sẽ hiển thị chữ tiếng Việt cho mình luôn. Đây, mặc dù cái bản thí sinh này nó họ tên nó không tiếng Việt cho, nhưng mà phần caption này mình đã để tiếng Việt gì đó, nó sẽ hiển thị cho mình dưới dạng tiếng Việt luôn ha. Đây, cái dữ liệu của nó cũng đối với cái trang dữ liệu của nó cũng là tiếng Việt. Rồi ta thấy nó thiếu cái cột điểm, giờ mình sẽ lấy cái cột điểm ra. Bây giờ mình vào view chọn design, rồi rồi bây giờ mình lấy cột điểm ra ha, mình vào chọn existing field, sau đó mình lấy cái trường điểm mình kéo ra đây, kéo trường điểm ra đây, rồi để xóa đi cái đầu này, cái mục này ha. Rồi. Rồi, sau đó mình thêm một cái label ở trên này. Rồi, đây mình để là điểm. Đây mình để là điểm ha. Rồi. Xem kết quả. Đây, mình sẽ có thêm cái trường điểm ở đây ha, trường điểm tương ứng. Rồi, xem như là mình đã hoàn thành cái báo cáo thứ nhất ha. Báo cáo tiếp theo mình sẽ đưa ra kết quả thi theo trường. Rồi, mình sẽ mình lưu cái bản này lại. Rồi, đóng nó ha. Rồi, cái bài thi theo trường thì mình cũng vào VA, chọn Report Visa. Rồi, mình cũng lấy ra là thí sinh, các thông tin thí sinh. Rồi, lấy ra điểm, lấy ra điểm thí sinh. Rồi, chọn Next. Rồi, đây mình cũng xem theo thí sinh ha. Rồi, chọn Next. Rồi, mình sẽ nhóm theo trường. Mình cho cái trường nó bên đây. Nhóm theo trường ha. Rồi, chọn Next. Rồi ở đây thì nó hỏi một cái sắp thứ tự hay không, thì mình đây mình không cần sắp thứ tự, mình chọn net ha. Net. Ở đây ví dụ như mình để đây là kết quả thi theo trường. Rồi, chọn finish. Đây, nó sẽ ra kết quả thi theo trường của mình. Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh ha. Mỗi trường thì có 2 thí sinh. Rồi, mình vào design để mình thiết kế lại. Để lại thiếu cái trường điểm, mình sẽ thêm cái trường điểm vào. Tương tự hồi nãy ha, kích chữ cái chuột này kéo nó luôn, kích này cái chữ trái và kéo vào, rồi xóa đi cái dữ điểm đây đi, rồi mình thêm cái label vô dữ điểm ở trên này. Rồi rồi xem kết quả đây, nó sẽ ra được ha, điểm thi của thí sinh theo theo trường. Rồi đó là cái báo cáo thứ hai. Báo thứ ba là mình sẽ đưa kết quả thi của toàn tỉnh theo thứ tự giảm dần của điểm thi, thì cái này nó cũng giống như là cái báo cáo đầu tiên thôi, nhưng mà chỉ là sắp giảm dần theo điểm thi. Thì mình cũng vào VA thôi, mình chọn report visa, rồi mình cũng lấy ra bảng thí sinh thông tin, rồi lấy ra bảng điểm ha, rồi cho nó qua bên đây, rồi chọn nét, rồi tiếp tục chọn nét, rồi cái này cũng không nhóm ha, rồi mình chọn điểm và mình chọn descending là giảm dần. Rồi những chọn descending thì tăng dần, chọn descending là cho nó giảm dần ha. Rồi next next, đây ví dụ như đây là kết quả thi nè, có điểm thi toàn tỉnh nào. Rồi finish. Rồi bây giờ mình vào chế độ design, mình sẽ lấy cái điểm ra, mình cũng kéo cái điểm vô, xóa dưới này đi, nhưng mà cái label ở trên này đây là điểm ha. Rồi xem kết quả đây, sẽ ra cái điểm cho mình không, hiện tượng như thí sinh, nhưng mà đây nó chưa có giảm dần luôn. Để sắp xếp cái trường điểm nó giảm dần á, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ chọn Group Sort ở đây, rồi chọn Group Sort, Group and Sort. Ở đây thì mình sẽ chọn ở đây là Group on em điểm ha, Group on điểm tức là theo trường điểm, và ở đây mình sẽ chọn là đây là nó kêu sắp là giảm dần, tức là từ lớn đến nhỏ, mình chọn này ha.
Rồi. Lotus Mon. Rồi mình xem kết quả. Đây, ta thấy trường điểm. Đây, ta thấy được cái trường điểm nó sẽ giảm dần. À, sắp xếp giảm dần theo trường điểm. Rồi. Thì đến đây xem như mình đã hoàn thành cái bài thực hành số 10 nha. Đến đây thì mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.